xin chào các bạn đã quay trở lại kênh youtube trí việt em của mình thì trong video các bạn mình sẽ nhắc lại cái app omega network các bạn cái app này thì lúc trước thì mình có giới thiệu cho các bạn cách đăng ký rồi tuy nhiên thì từ hôm đó tới nay thì mình không có làm video nữa bởi vì cái app omega network này nó giống y như là b network các bạn thậm chí là bắt trước luôn. y chang luôn các bạn chỉ khác cái ký hiệu thôi còn cái phương pháp làm thì cũng như vậy thôi À, tuy nhiên thì dạo gần đây trên các rút facebook facebook các bạn thì đồn ầm lên về cái app này à, bởi vì sao bởi vì à, à, trên cái tài khoản twitter của elon musk các bạn có cái trích cái hình omega các bạn ở à, cái ký hiệu omega thì mọi người lại nghĩ đó là cái app omega network này à, tuy nhiên thì không biết là ý định của elon musk là gì à, tuy nhiên thì thấy trên twitter thì có cái 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 ký hiệu omega nha và một cái điều nữa các bạn là trong cái phiên hoạt hình sim xong các bạn tức là gia đình simson nè thì có cái 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 ký hiệu nè các bạn thấy có cái một cái khối lập phương không à, thì các bạn thấy nè à, khối lập phương này á, thì thì các bạn thấy nè bên thì bi bên thì omega được chưa à, cho nên là mọi người là lập tức đào cái con này rất là nhiều giống như là có tiên tri trước vậy á à? Thì mình thấy như vậy thì mình cũng mong muốn giới thiệu cho các bạn ha, Để các bạn à, Để các bạn có thể là Đào cái con này Tuy nhiên này tương lai nó như thế nào thì không biết nhưng mà Với những cái thế này thì không tin như thế này thì Thấy cũng khá hay các bạn ha Đó, Cho nên là mình nghĩ là các bạn cũng nên đào Đây là các uh, Partner của nó nha Rồi bi với omega nha. Thì cái con này nó mới ra thôi các bạn. Đó cái hình nè. Rồi. Thì mình cũng đang đào nè, mình cho các bạn xem nha. Thì các bạn cách đăng ký ở trong mô tả video hoặc bình luận đầu tiên các bạn nha. Rất là dễ dàng. Đây, con omega nè. Thì mình sẽ mở lời cho các bạn xem. Cái đường link đó mình để trong mô tả video hoặc bình luận đầu tiên các bạn nha. Đó, thì mình đào được 13.157 con rồi và cái số mà các bạn không đào là 55 người đó thì mình sẽ kích cho mọi người để mọi người được đào nè mọi người đừng có quên ha đó rồi chúng ta hãy xem một số giới thiệu về của nó nha ô mining crystal free omega network hai cái đường link này mình để trong mô tả video hoặc bình luận tiên các bạn nha Omega Network là dự án của Anh đang xây dựng blockchain và hệ sinh thái trên mạng Omega Network ra mắt ngày 8 tháng 11 năm 2023. Đồng tiền chính là Coi Omega, ký hiệu là OM. Nó đang cho khai thác miễn phí trên di động và sắp tới cho chạy nốt ngay trên điện thoại. Sách trắng lộ trình phát triển rõ ràng, tổng cung là 9370 triệu, khai thác là 65% tức là 630,5 triệu trong vòng 27 năm tháng 12 năm 2023 cho KIC mở khóa token và list sàn, đang khai thác miễn phí. Tốc độ còn rất cao nên tham gia sớm tiên phong, đi đầu sẽ khai thác được nhiều. À, lên đăng ký miễn phí. Ha, link này mình để trong mô tả video hoặc bình đầu tiên các bạn nha. Mã mời bắt buộc là Lý Việt MMO. Đó các bạn xem. Nhập mã mời bắt buộc Lý Việt MMO để được tặng 20 Omega khai thác. Cơ chế khai thác như B-Network nếu bỏ lỡ B network thì Omega network là cơ hội thứ hai mà bạn có được. Hơn 3 năm về trước ngày 14 tháng 3 năm 2019 B network ra đời và bạn có thể đã bỏ qua và chậm tay nắm bắt cơ hội hay đã bỏ lỡ cơ hội B network. Vậy Omega network hôm nay lại được ra đời, có thể 3 năm sau bạn lại nuối tiếc và giá như cách đây 3 năm về trước mình biết đến B network, tạo vài tài khoản và chịu khó kích xét khai thác không bỏ ngày nào thì giờ này đã giàu rồi. À, nói chung là bài viết này thì uh, À, mình cũng à, lấy lại của các bạn thôi. Nhưng mà rất là tuyệt vời thì à, mình hy vọng là các bạn à, cũng chưa đào con Omega Network thì cứ đào thôi các bạn. À, biết đâu thì nó 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 ok, cũng như Bi thì cũng ngon. Còn nếu không có thì thôi, bởi vì tổng cung của nó bảy 970 triệu thôi các bạn. Mà ở đào trong vậy 27 năm mà chúng ta chỉ đào được 65% thôi. Cho nên là rất là ít ha, cho nên là đào được con nào hay con nấy các bạn nha. hiện bây giờ thì tốc độ đào nó cũng à, cũng khá là cao đó các bạn ha nó đang nó đang giảm nha hình như là ở đây ở mức này nè ở thì nó nó sẽ giảm nhiều lắm các bạn cho nên là các bạn hãy tranh thủ nha tranh thủ đào đi ha chứ còn không là nó nó giảm nhiều quá thì các bạn cũng không đào được nhiều đâu cho nên là từ bây giờ các bạn nên tranh thủ ha mình nhắc cho cái thành viên đào các bạn nhắc cho cái thành viên đào cái này nó nhắc liên tục chứ không cần 24 giờ ha nhưng mà 24 giờ chúng ta mới bật một lần nha đó rồi thì cách đăng ký ở trong mô tả video hoặc bình luận đầu tiên các bạn nha hãy xem hướng dẫn và làm theo rất dễ dàng rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn các bạn lại lần sau